Xin chào anh em, đây là Oppo K3. Giá tại điện thoại siêu rẻ đang là 5.890.000 thôi nha. Xem cấu hình một chút nha. RAM 6GB, bộ nhớ 64GB, cấu hình chipset thì rất là giống với Oppo Reno. Màn hình 6.5 inch Full HD, cam chính là 16:2 và cam selfie là 16 megapixel. Máy khá nặng nha, khoảng 191g, có thể là do bên pin lớn á. Cấu hình chi tiết anh em tham khảo tại web điện thoại siêu rẻ.com nha. Cách đóng hộp đúng là nhìn đẹp vãi chưởng luôn. Đây là cảm năng sử dụng mà 99% người Việt Nam không bao giờ đọc. Hướng dẫn có tiếng Việt đàng hoàng nha. Phiếu bảo hành đây anh em, mà giờ là bảo hành điện tử rồi nên cái này là có cũng được, không có cũng được, vẫn là bảo hành bình thường nha. Đây là nhân vật chính của chúng ta, Oppo K3. Quảng cáo cả mấy vân tay quang học dưới màn hình, dùng rất hiệu quả luôn. Oppo bọc máy rất kỹ. Đó, lưng y chang Oppo Reno mà khác là bằng nhựa, plastic. Đây là theo quảng cáo của Oppo nha. Cụm cam và flash đặt dọc ngay chính giữa nắp pin, nhìn rất đẹp và gọn gàng. Dưới này có chữ thiết kế bởi Oppo và cái logo quay ngang luôn, nhìn cũng khá là kỳ á. Mà ngồi lên xem nào. Do dùng vỏ nhựa nên là máy rất dễ xước, anh em nên dán lại cho an toàn nha. Đây là cục sạc VOOC với nguồn ra tối đa là 5V 45A, tương đương với 20W, rất là kinh khủng. Cục sạc nhìn to vãi, nhìn được cái là màu trắng nên là nhìn rất là sang. Còn đây là bao cao su được làm bằng nhựa cứng với viền được làm bằng cao su. Ốp lưng này thì rất là dễ chày nha, cái này chỉ có cho vui thôi. Tiếp đến là cáp Type-C của máy. Oppo đóng gói rất là gọn gàng, cáp nhìn rất cứng cáp nha. Còn bọc lại để làm gì không biết nữa, mình không biết là mục đích để nó che lại làm gì nữa. Còn đây là cây lấy sim huyền thoại. Toàn bộ phụ kiện chỉ có nhiêu đó thôi ạ. Rồi anh em mình quay lại đến cái máy nha. Nhìn y chang Oppo Reno luôn á. Y chang luôn. Cạnh dưới của máy thì sẽ bao gồm là loa ngoài này, cổng sạc này, mic gọi này và jack tai nghe 3.5mm. Hông trái thì có phím tăng giảm âm lượng làm hơi lõm xuống sẽ dễ bấm hơn rất là nhiều. Đỉnh máy thì có mic phụ và cụm camera selfie. Bên phải là phím nguồn có sọc khắc màu ở giữa làm điểm nhấn. Oppo làm hơi lõm các phím bấm xuống cho người dùng dễ thao tác hơn. Do không làm bằng kính nên cụm camera nhìn không đồng nhất như Oppo Reno. Bây giờ thì mình sẽ thử vào bên trong thao tác máy nha. Khúc này thì mình sẽ tua nhanh chút xíu. Giao diện người dùng thì rất là giống những cái mẫu Oppo khác khoảng 1 năm trở lại đây. Máy thì chạy trên nền ColorOS version 6.0 và dựa trên Android 9.0. Cấu hình này thì chiến PUBG hay là lên quân mobile thoải mái nha anh em. Snapdragon 710 thì khỏi nói rồi, rất là lẹ. Camera pop-up giống như Oppo F11 chứ không xòe quạt như là Oppo Reno. Tốc độ khởi động camera theo mình thấy nó không nhanh lắm. Và khi mà mình cố tình ấn vào camera thì nó sẽ thụt xuống nha. Với gần 6 triệu đồng thì anh em thấy nó có đáng mua hay không? Vui lòng để lại comment phía dưới nha. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.